xin giới thiệu đến tất cả mọi người một cái bầu rượu vẽ sơn thủy và có một họa, một bài thơ phú về non nước hữu tình, sông nước êm ả, êm đềm, vắng lạnh, và một cái cảnh chùa chiền như thế này, và những cái mái đình vẽ rất là sắc sảo. Và bậc thi nhân của ngày xưa họ đã phú lên một bài thơ, có nghĩa là họ ứng khẩu lên một bài thơ để mà miêu tả một cái cảnh vật yên ả thanh bình như thế này. Và nay em cũng xin giới thiệu đến tất cả mọi người một cái bầu rượu, đó là cổ vật của triều đại nhà Thanh. Đó, vẽ rất là êm đềm yên ả, rất là tuyệt, rất là đẹp. Thì ngày hôm nay em cũng xin giới thiệu, đó là qua thời gian thì nó cũng bị vẫy như thế này. Đó, nó bị vẫy chỗ này, và người xưa người ta đã đắp một cái lớp keo vào, và ở trên nắp nó chạm những bạc như thế này. Đó, rất là sắc sảo nha các bác. Chạm hoa dây, chạm lá nho sóc, lá nho và con sóc. Đấy, lá nho và con sóc. Tuy cái nét chạm ngày xưa nó rất là tinh tế. Đây là đồ của cung đình dành cho các quan lại ngày xưa dùng, nên cái nét chạm cho đến lẫn cái nét vẽ rất là tơ tóc, rất là chi tiết, rất là nhỏ. Nên quay clip thì chắc có thể mọi người không thể nào hình dung và xem trực tiếp được. Thì ngoài những cái vết vải trên miệng như thế này, đó, thì thân toàn lành hết. Đó, thì em xin đo cái chiều cao của cái hiện vật này là nó cao 23/8, 23.8 cm, và một cái bài thơ rất là đẹp ạ. Vẽ chỉnh chu, rất là đẹp. Đó, vẽ cái mái đình rất là tơ tóc, ngay cả những cái phiến gạch, những cái viên gạch như thế này được họa sĩ gạch vẽ rất là chi tiết, và có những con đò. Đây là cổ vật của triều đại nhà Thanh, và những qua những thời gian những cái nốt như thế này nó đã hằn lên, nó nổi lên do thời gian, nó tạo nên những cái lớp bị oxy hóa thời gian ở trên thân như thế này. Đó, trên thân như thế này, những nốt như thế này. Đó, thì đây là cái bầu rượu cổ vật rất là quý. Thì các bác nào mà có hữu duyên thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0387 513 887, và chính sách bán hàng của bên em là luôn luôn cam kết và viết một bản cam kết có chữ ký hẳn hoi, và cam kết trên mọi cái giám định cổ vật trên toàn quốc. Và nếu mà các bác nào mà có nhu cầu muốn kiểm định thì em và các bác sẽ cùng đi kiểm định trên toàn nơi khắp nước Việt Nam. Thì đây là những một trong những cái bầu rượu, thì người xưa người ta hay phân biệt gọi là cái nai, bởi vì cái bầu rượu có những dòng nó rất là nhỏ, và có những dòng to hơn, và những dòng trung bình, và có những dòng nó bự. Thì cái những dòng của em như thế này thì nó là một trong những cái dòng đồ to và được trong những cái cung bậc quan lại ngày xưa dùng. Đó, vẽ trăng và vẽ đàn cò bay phấp phới như thế này, cảnh vật rất là yên bình. Đó, và ai cũng muốn
ngày xưa có một cảnh thanh bình như thế này. Đó, thì các bác nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0387 513887 để mà mình hữu duyên những cái vật phẩm, những cổ vật mà có quan lại triều đình người ta dùng.